nhận biết ban đầu và dự phòng vết loét do tì đè ở người cao tuổi. Người cao tuổi gặp khó khăn, hạn chế về vận động có khả năng bị loét do tì đè cao. Bởi vậy, việc sớm nhận biết và chăm sóc đúng cách là rất quan trọng. Nhận biết ban đầu người cao tuổi có loét tì đè, da đổi màu bất thường. Người có da trắng sẽ xuất hiện mảng đỏ, người có da sậm lại nhìn thấy những mảng màu tím hoặc xanh. Khi ấn vào vị trí này, da không đổi màu trắng. Đây là biểu hiện của việc thiếu máu cung cấp tới các mô và tế bào dưới da. Da ấm hoặc lạnh, có thể mềm hoặc cứng hơn bình thường. Người cao tuổi cảm thấy đau nhức, ngứa ngáy. Các biện pháp dự phòng loét do tì đè ở người cao tuổi. 1. Giảm áp lực tì đè. Thay đổi tư thế thường xuyên ít nhất 2 giờ một lần. Chiêm lót vùng bị tì đè. Dùng đệm chống loét, đệm hơi, đệm nước. Hoặc ngồi dậy, đi lại nếu người cao tuổi thực hiện được. 2. Vệ sinh da sạch sẽ. Thay quần áo, vải trải giường cho người cao tuổi mỗi khi ẩm ướt. Quần áo làm bằng chất liệu cốt tông, dễ thấm hút mồ hôi. Vệ sinh hàng ngày, giữ cho da luôn sạch sẽ và khô ráo. Chú ý các nếp gấp da. Lưu ý, khi vệ sinh da cần phải quan sát kỹ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các vết loét mới. 3. Phòng ngừa tổn thương da. Tránh da bị trà sát. Khi thay ga hoặc thay đổi tư thế cho người cao tuổi, tránh kéo lê người cao tuổi. Khi di chuyển người cao tuổi từ giường sang ghế hoặc xe lăn và ngược lại, cần di chuyển đúng kỹ thuật và nhẹ nhàng, tránh để da bị trà sát. 4. Tuyệt đối không xoa bóp vùng tì đè. 5. Cung cấp nước đủ 1,5 lít một ngày, tăng chất đạm, vitamin và các yếu tố vi lượng. Giữ môi trường sống thông thoáng, khô ráo và sạch sẽ.